Diễn viên Việt Trinh nghẹn ngào chia sẻ về dự định cuối cùng của nghệ sĩ ưu tú Lê Cung Bác vài ngày trước khi mất. Những lời chia sẻ của người đẹp Tây Đô Việt Trinh nhắc đến đạo diễn Lê Cung Bác vừa qua đời khiến ai nấy đều xúc động. Thông tin đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Lê Cung Bác qua đời đã khiến nhiều người vô cùng hoang mang và tiếc nuối cho một tài năng nghệ thuật. Ông chính là người đã tạo ra rất nhiều tác phẩm, ghi dấu ấn cho miền Nam những thập niên trước với các bộ phim ấn tượng. Theo thông tin từ người thân của nam đạo diễn gạo cội, nghệ sĩ ưu tú Lê Cung Bác vừa qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Lê Cung Bác được xem là cây đa cây đề trong làng phim ảnh với rất nhiều tác phẩm đình đám như Người đẹp Tây Đô, Dòng đời, Vó ngựa trời Nam, Ngược sóng, Mỹ nhân Sài Thành, Trên cả thù hận. Ông bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm và cho ra mắt nhiều bộ phim với đủ thể loại bằng đĩa nhựa. Là người em thân thiết và đồng nghiệp gắn bó với nam nghệ sĩ gạo cội, diễn viên Việt Trinh không khỏi nghẹn lòng khi hay tin đàn anh qua đời sau thời gian chiến đấu mạnh mẽ với căn bệnh ung thư. Nữ diễn viên xúc động chia sẻ những dự định dang dở của nghệ sĩ ưu tú Lê Cung Bác. Không còn nước mắt để khóc anh bác ơi, em mãi là một đứa em út của anh chị, sẽ là cô của các cháu. Anh đi rồi em sẽ bên cạnh chị, anh đừng lo chị ở lại cô đơn một mình anh nhé. Em sẽ ghi nhớ và làm theo lời dạy của anh. Nhưng lúc anh trên giường bệnh, khoe một xíu là anh kêu chị gọi điện cho em để nói chuyện và dặn dò. Em nhớ lần cuối nói chuyện với anh mấy hôm trước, anh thều thào nói, mong anh khỏe để về nhà rồi gặp em với chị Châu Thố, để bàn một dự án phim mà anh đang muốn thực hiện, nhưng không kịp nữa rồi anh bác ơi. Nhưng anh yên tâm, em và chị Châu sẽ cùng thực hiện ước nguyện của anh. Hơn một năm qua anh đã mạnh mẽ, dũng cảm và lạc quan trên giường bệnh. Anh một lòng hướng Phật, đọc kinh mỗi ngày cho dù người rất mệt mỏi và đau. Nay anh đã được về với Phật, Phật đã giang tay đón anh. Anh đã ra đi thanh thản nhẹ nhàng. Anh Lê Cung Bác, một người anh, một người em mang ơn, một đạo diễn tài ba. Em mãi ghi tạc trong lòng. Anh không mất đi đâu hết, hình ảnh của anh đã in đậm trong các bộ phim anh làm đạo diễn và là linh hồn của bộ phim Người đẹp Tây Đô. Nữ diễn viên xúc động viết. Diễn viên Kiều Trinh bày tỏ sự bàng hoàng khi trước Tết gặp đạo diễn, ông còn hứa phim sau sẽ nhất định có Kiều Trinh tham gia. Theo những thông tin từ người nhà đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Lê Cung Bác, gia đình sẽ tổ chức lễ khâm niệm cho ông vào chiều ngày 13 tháng 6. Lễ động quan sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 15 tháng 6. Sau đó an táng tại nghĩa trang Sài Gòn, Thiên Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.